Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cuộc đời của mỗi chúng ta, kể cả người đó tin Chúa hay không tin Chúa, nếu bạn nhìn thấy một người chuẩn bị qua đời thì việc quan trọng đối với ông đó là những câu nói và những người đứng bên cạnh ông khi ông lìa đời. Thường người ta gọi những người thân nhất của mình tới bên cạnh và nói những lời mà tâm huyết nhất trong cuộc đời của mình bằng hơi thở cuối cùng. Ở đó mình nhìn thấy cái cuối cùng của một con người, cái gì mà ông ta bên cạnh lúc ông lìa đời, cái đó là cái quan trọng nhất. Đó là lời quan trọng mà ông muốn truyền lại cho con cháu và những đứa thân nhất bên cạnh của ông ta. Cũng như vậy, bạn và tôi, điều gì quan trọng nhất? Đó là lời phán của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là những linh hồn mà được nghe tin lành và đi về thiên đàng cùng với mỗi chúng ta. Vì điều đó là điều Phaolô nói, anh em là sự quý trọng, là mão triều vui mừng hớn hở vinh hiển của tôi. Bởi vậy cho nên linh hồn của con người quan trọng. Tâm sự với một số người bên Mỹ, họ suy nghĩ nếu như sắp tới bão xảy ra thì hết thảy những ngôi biệt thự mà họ đang có, hết thảy những ô tô đẹp họ đang có sẽ để lại cho ai. Chỉ cần một trận động đất, một cơn bão xảy ra, họ mới thấy tất cả những điều đó hoàn toàn vô giá trị. Ở trong đó người ta viết lại một số lời khuyên khi đó phải như thế nào, phải hẹn với gia đình của mình ít nhất 3 điểm, nếu cái điểm đó bị sập rồi thì chạy điểm thứ hai, nếu điểm thứ hai bị sập rồi điểm thứ ba, phải mang theo cái điện thoại như thế nào mang theo, và lúc đó đó là Facebook không làm việc nữa, mạng internet không làm việc nữa, và chúng ta cần phải làm gì, mang theo lương khô ra làm sao. Đó, dạy từng tí một ở bên trong đó. Tôi có một lá thư dài như vậy nên anh em muốn sắp tới sẽ chuyển cho mọi người đọc. Hãy nhớ một điều, lời Chúa nói trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài thì mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một bức hình ở phía trên này. Đôi khi chúng ta quên mất cái gì quan trọng để mình tìm. Chúng ta hay trông cậy vào phương tiện thay vào mục đích. Đây là một con chim, nó sẽ đẹp không? Ở phía dưới có một dòng chữ rằng một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy, bởi niềm tin nằm ở đôi cánh chứ không phải ở cành cây. Nó cần cành cây đậu, nhưng không phải phương cách cứu sống nó là mấy cái cành cây đó, mà trên vai của nó có đôi cánh. Có nhiều những con chim quên mất mình có đôi cánh, nó luôn tìm những cành cây và bám chặt vào những cành cây đó đến nỗi nó trở thành những con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng. Nếu như nó không sử dụng đôi cánh thì con chim đó không khác gì gà, vịt, ngan, ngỗng. Và đây là một câu nói mà nó mở đầu cho tôi cái bài giảng hôm nay. Sự hiện diện của Chúa quan trọng và lời Ngài phán cực kỳ quan trọng. Hãy nhớ, một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Cành cây đó có thể con việc làm của bạn, cành cây đó có thể là hát phía mà xã hội Đức chi tiền cho bạn, cành cây đó có thể là có một con việc làm, có thể là ngay cả cái giấy định cư vĩnh viễn của bạn tại Đức, cành cây đó có thể là một ngôi nhà, cành cây đó có thể là chiếc xe ô tô, cành cây đó có thể là nhờ bố mẹ làm ông này ông kia. Tất cả những cái đó nó có thể làm cho con chim quên mất nó có đôi cánh, nó cần phải bay cao hơn chứ không phải suốt ngày chỉ nhìn xuống phía dưới. Tại sao con chim quên có đôi cánh ở trên? Bởi vì nó chỉ nhìn xuống dưới chân, nó nhìn dưới chân sợ cành cây gãy. Có một câu nói người ta Việt Nam hay nói rằng chim nó sợ cành cụt, bởi vì đã có một lần nó bị gãy, thì giờ bây giờ cứ thấy cái cành nào cụt cụt nó sợ không dám đậu, nó quên mất đâu cần gì phải mấy cành cụt mà nó cần đôi cánh của nó cơ. Đôi cánh mới là quan trọng. Amen, amen. Đôi cánh sẽ nhấc cao chim bay hơn, đôi cánh cần bầu trời tự do hơn, đôi cánh ở đó khi nhấc chim bay cao nó sẽ nhìn thấy những con mồi, cả một đám ruộng mà có thể kiếm bao nhiêu đồ ăn tại nơi đó, chứ cành cây này chỉ mổ mấy con kiến lạc đàn thôi, mấy con sâu đi lạc thôi. Amen, amen. Anh chị em hãy quay sang người lân cận nói rằng đôi cánh đức tin mới là quan trọng. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Tôi cần Ngài, bạn cần Ngài. Tôi cần lời Chúa phán, bạn cần lời Chúa phán. Và khi một lời Ngài phán ra thì mọi nan đề được giải quyết. Câu 33, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Lời Chúa nói rằng trước hết, nhưng tại sao có từ nhưng? Bởi vì có một mạch văn ở phía trên. Ngươi tìm
ăn gì, uống gì, mặc gì ngày mai à? Tạm thời dừng lại chút. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nhưng trước hết, hãy xem đôi cánh đức tin của mình. Điều gì khiến đôi cánh được bay? Khi các con bay bằng đôi cánh đức tin của mình trong sự tìm kiếm nước của ta và lời của ta. Nước Đức Chúa Trời là danh của Ngài. Nước Đức Chúa Trời là nơi Ngài hiện diện. Tìm kiếm sự hiện diện của Ngài và lời của Ngài phán trong môi trường đó, trong hoàn cảnh đó, trong lúc đó, thì mọi sự kia lập tức nó chạy tới với các ngươi. Bởi vậy lời Chúa nói rằng trước hết không phải là không kiếm cái kia, nhưng trước hết mọi sự, trước khi ký hợp đồng, trước khi mở một văn phòng, trước khi mở một công ty, một cửa hàng, trước hết hãy tìm kiếm nước trời trong việc đó, lời của Ngài phán trong việc đó, thì mọi sự sau đó các ngươi tìm mới tìm ra được kết quả tốt đẹp. Chứ tìm các ngươi cũng tìm ra, nhưng tìm ra sự thất bại. Amen. Amen. Trước hết tìm, rồi sau đó mới tìm. Ở đây có điều quan trọng nhất và điều quan trọng sau, chứ không phải cấm không tìm những cái sau, mà cần tìm trước hết cái này, rồi sau đó mới là cái kia. Có nhiều người tin Chúa xong về nhà vợ không nhận ra nữa. Bắt đầu từ khi ông ta tin Chúa, ông ta trở thành một pho tượng. Cái gì cũng nếu Chúa phán, nếu Chúa muốn giàu thì giàu, Chúa muốn nghèo thì cố cũng không được. Và bỗng nhiên trở thành một người thụ động hoàn toàn trong mọi lĩnh vực. Lời Chúa nói, trước hết mọi sự, hãy tìm kiếm điều này và điều khác sẽ xảy ra. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mưu sự tại lòng con người nhưng thành sự bởi Đức Giê-va mà tới. Cả hai cùng làm việc. Amen. Amen. Chúa chỉ dẫn bạn hành động, Chúa Ngài cùng làm việc với bạn. Bởi vậy cho nên điều quan trọng có Chúa hiện diện, tìm kiếm Ngài trước và lời của Ngài phán. Câu Kinh Thánh cũng sách Ma-thi-ơ đoạn 4. Khi ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu từ câu 1 này. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Hãy lắng nghe này, không phải lúc nào bạn gặp sự khó khăn cũng là từ ma quỷ đến tấn công bạn. Có nhiều khi Chúa cho phép sự khó khăn đó tới với bạn để mà bạn được mạnh từ bên trong. Có nhiều sự khó khăn cần phải mạnh từ bên trong. Hãy vào Google đánh chữ sư tử dạy con, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa sư tử với những loài khác. Chúa sơn lâm, Chúa của rừng, nó dạy những con nhỏ của nó trèo lên núi như thế nào. Nó đứng, nó nhảy sang bên kia suối và đẩy con của mình từ trên dốc xuống phía dưới suối này. Mấy đứa con lóp ngóp bò, còn sư tử mẹ đứng bên này dưới ngắm xem các con của mình đang leo lên để tránh những cái cơn sóng của suối ập lên. Khi con của mình bị nước cuốn trôi, nó mới lao xuống để gấp con mình trở về vị trí an toàn. Sư tử dạy con như vậy, đại bàng mẹ cũng dạy con y chang. Nó hất con mình từ trên tổ cao, từ trên núi rơi xuống. Đại bàng con với cái cánh nhỏ vẫy vẫy vừa vẫy vừa la, và đại bàng mẹ bay xung quanh đại bàng con cho tới khi đại bàng con chuẩn bị đập đầu vào đá, thì đại bàng mẹ rớt cánh, đưa con mình trên trong cánh của mình bay trở lại tổ đặt ở vị trí đó. Đức Thánh Linh đã đưa Chúa Giê-xu vào nơi đồng vắng đang chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kinh ăn 40 ngày 40 đêm rồi thì đói. Quỷ đến gần cám dỗ Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đây là một câu khiêu khích, đây là một sự thử thách Chúa, nói rằng nếu bạn ơi, hãy để ý những lời mà ma quỷ gieo sự nghi ngờ. Bây giờ nếu như có một ai đó đến nói với ông Vượng rằng, ông Vượng, nếu như ông là con cái Đức Chúa Trời thì hãy làm điều này điều kia đi, thì lão Vượng sẽ làm sao? Thì lão Vượng sẽ nói rằng, tôi không cần phải làm điều này điều kia, tôi đã là con cái Đức Chúa Trời rồi. Mọi người hiểu không? Ma quỷ nó định đưa Chúa vào cái bẫy để cho Chúa không tin vào điều mà sự thật Ngài có. Nó nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hay hóa, tại sao ta phải làm khi ta là con Đức Chúa Trời rồi? Ma quỷ cũng gieo điều đó vào Eva. Ủa mà chi? Đức Chúa Trời có phán sao? Nó gieo sự nghi ngờ vào đầu. Mọi người hiểu không ạ? Có nhiều những điều, những câu hỏi rất là đúng, nhưng động cơ đằng sau của nó gieo rắc sự nghi ngờ, gieo rắc điều đó vào khi bạn bị trục câu đó vào lòng của bạn. Hãy cẩn thận. Đức Chúa Giê-xu đã
rằng, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. 40 ngày ngài không ăn không uống thì thánh chết như vậy đấy. Và theo như các nhà khoa học nói rằng con người chúng ta có thể nhịn ăn được lâu ngày, nhưng nhịn uống đó thì không quá được 6 đến 7 ngày nếu không có phép lạ. Vì cơ thể con người cần nước lắm. Chúa nhịn ăn nhịn uống. Và ma quỷ đã nói rằng, bây giờ ngươi đói, bây giờ ngươi khát, hãy hóa đá thành bánh mà ăn đi. Ngươi có thể phán một lời, đá sẽ rẽ ra cho nước chảy ra. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, Chúa nói là không, ta sống đến ngày hôm nay không phải những điều vì ngươi nói, mà lời của Kinh Thánh chép rằng con người sống không phải nhờ cơm, nhờ bánh trưng hay nhờ củ hành củ kiệu, mà con người sống nhờ lời phán của Đức Chúa Trời. Không phải lời đã chép ra đây đâu, không phải chỉ lời đã chép ra đây đâu, mà lời sống từ miệng của ngài phán ra cơ. Ngài hiện diện bên cạnh bạn và ngài sẽ nói một lời sống, và lời đó sẽ mang lại sự sống cho bạn. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Và ma quỷ thối lui. Sách Hebrew đoạn 13. Cảm ơn Chúa. Đây là một câu kinh thánh cũng khá là khó. Khó giống như câu hỏi của chú Lão Vượng vừa rồi. Buổi sáng hôm nay tôi có tham dự Hội Thánh Đức ở đây. Có một đoàn từ bên Mỹ, là một trong hội thánh đã phát triển rất là lớn tại Mỹ. Họ có một dàn người nói tiên tri đứng phía trên này. Và hết thảy Hội Thánh Đức chúng tôi cũng được mời tới. Những người này họ đứng họ nhìn cầu nguyện với Chúa, và đầu họ gọi từng người đứng dậy một theo sự cảm động của Đức Thánh Linh. Họ nói lời tiên tri cho hoàn cảnh của người đó. Và tôi cũng vậy. Ngồi như vậy thấy sáu ông và bà đi lại như vậy, nhìn ngắm phía dưới này, giống như poli sai vậy. Và tôi tiên bảo ghê thật anh à, ghê quá. Ước ao gì mà anh không có cơn này. Nhưng bây giờ nhìn tôi toàn thấy tội, đúng nguy hiểm lắm. Là bắt đầu bảo ok anh kia đứng dậy. Ô anh kia đứng dậy. Bắt đầu ông ấy, năm người đó tuy thật sự cảm động, nói như là tiên tri từ Chúa cho người đó. Và gần cuối buổi lúc 12 giờ kém 15 gì đó, có một cái ông đến lại gần tôi, hàng cuối tôi ngồi đúng chỗ của Vượng đang ngồi kìa. Ông nói mời anh đứng dậy. Tôi vui cái chuyện gì xảy ra. Và họ đã nói những lời rất là đặc biệt. Tôi không muốn kể cho bạn nghe điều gì, nhưng tôi muốn nói với bạn biết một điều. Lời phán từ miệng Đức Chúa Trời nó rất là quan trọng. Bởi vì tôi mới nói rằng đừng có để cho đầu gối lung lay. Đừng để đầu gối lung lay. Ở phía trên này có thể lung lay một chút, nhưng mà đầu gối cần phải trụ cho thật chắc. Amen. Huyền thoại quyền anh Ali nói một câu rằng bị nút ao không đáng sợ bằng nằm sải dài. Đúng vậy. Chịu tiếp. Bạn mà nằm sải dài là sẽ thua, còn bạn bị ngã không sao, đứng dậy. Và đối phương sẽ thua. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Lời Chúa phán cực kỳ là quan trọng. Lời Kinh Thánh chép trong Hebrew đoạn 13 Câu số 5. Xin bật lên màn hình. Chớ tham tiền. Chà, nghe câu này thấy ghê. Và ai lại không mắc tội tham tiền? Ai là người đã từng mắc tội tham tiền? Giơ tay tôi xem nào, ít nhất một lần trong đời. Về nhà Việt Nam bây giờ vẫn bị bố tôi nói với vợ tôi rằng, cha là em gái của tôi mang 70 cái bản kiểm điểm của anh Hùng cho chị Tiên đọc vì ăn trộm tiền đi mua bánh đa. Ông bắt tôi ghi một lúc giống hết nhau 70 lần cái bản kiểm điểm đó vẫn giữ trên vali. Nha, cha, chú nói chớ tham tiền. Làm sao để thắng được tội không tham tiền? Kinh Thánh chép rằng không ai thờ một lúc hai chủ được, hoặc là ma môn hoặc Đức Chúa Trời. Không có nhắc là không ai thờ được một lúc hai chủ, hoặc Đức Chúa Trời hoặc là thần tượng nhá, mà là tiền. Không ai thờ được một lúc hai chủ, hoặc là tiền bạc hoặc là Đức Chúa Trời. Dường như tiền cạnh tranh vị trí với Đức Chúa Trời vậy. Bạn nhìn lại xem, hết thảy những điều mà người ta bói toán tử vi đặt các thần lên làm thần tượng đều tìm cách làm sao cho tiền vào túi họ nhiều hơn. Cuối cùng hết thảy những vị thần đó chỉ là ô xin hay là người làm công theo hợp đồng với cái ông này thôi. Tôi cho ông ăn, ông phải cho tôi nhiều tiền. Tôi cho ông ăn, ông phải tìm cách làm cho tôi may mắn, cho hải quan có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, làm sao để cho vào nhiều tiền vào túi tôi. Còn nếu không làm được việc đó, tôi hất ông, đưa ông khác lên. Cuối cùng vẫn quay lại tiền. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Thế là Chúa mới nhắc vào đúng cái điểm tim đen này. Chớ tham tiền.
hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng. Vừa rồi tôi đọc một bài báo mà đọc xong thấy đau đớn. Có một người đại gia qua đời, vợ được hưởng 19 tỷ đồng. Sau khi ông chồng qua đời một thời gian ngắn sau, bà ta lấy anh chàng lái xe của chồng mình. Và trong đám cưới, anh chàng lái xe mới hả hê thông báo rằng: thưa các quan khách, từ trước tới nay tôi tưởng tôi làm thuê cho ông ta, mà bây giờ mới hiểu rằng ông ta làm thuê cho tôi. Không hiểu không? Từ trước tới nay tôi cứ tưởng tôi làm thuê cho ông ta vì là người lái xe cho ông chủ mà. Bây giờ mới phát hiện ra rằng ông ta làm thuê cho tôi, bởi vì tôi nghiêm nhiên được 19 tỷ. Và cuối cùng tất cả những cái câu chuyện như vậy thật là đau. Lời Chúa nói rằng chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa nói chớ tham tiền chứ không phải khinh tiền nhá. Hai cái từ khác nhau. Có những người họ khinh tiền bạc, họ rủa xả những người chăm chỉ làm việc và nói rằng đồ tham tiền. Cái đó hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh. Kinh Thánh rất nhiều người tin Chúa, chăm chỉ làm việc, được Chúa ban phước giàu có, kẻ lành để lại gia sản cho con cháu của mình. Câu Kinh Thánh này không phát động chủ nghĩa lười và khinh bỉ tiền bạc. Điều gì bạn khinh, điều đó sẽ lìa khỏi bạn. Còn tham ở đây nó là ý nghĩa khác. Tham đây là chớ có thờ tiền, chớ có thờ thần tượng là tiền. Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì sao? Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Ở trong căn phòng này có một tiếp người không tham tiền, là những đứa trẻ đang ngồi nhỏ nhỏ bên cạnh bố hay là anh ngồi kia kìa. Nếu con của bạn 2-3 tuổi, bạn để 1 triệu euro ở trước mặt và một bên mẹ nó ngồi, xong cho nó bò khoảng 10 mét, cho nó bò tới với ai, nói rằng chọn đi, tối nay ngủ với ai. Mọi người biết nó sẽ ngủ với ai gì không? Ngủ với đống tiền, xin lỗi không. Nó sẽ bỏ ra với mẹ của nó. Bởi vì sao? Bởi vì ở mẹ nó đáp ứng mọi nhu cầu mà nó cần. Cho nên Chúa mới nói rằng để thắng được tội tham tiền, chỉ có đúng một cách: biết được Đức Chúa Trời. Ngài ở cùng chúng ta, và Ngài có phán rằng: ta không lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu. Tiếp theo câu Kinh Thánh, Câu số 6. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Khi có Chúa ở cùng thì bạn sẽ được bảo đảm, không những chỉ sự bảo vệ mà còn có cả sự chu cấp mọi sự, giống như người mẹ cho con của mình vậy. Vì vậy cho nên David nói rằng: tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khe nước. Vì sao? Khi con nai cái chửa, nó rất cần uống nước nhiều hơn đồ ăn. Và khi nó uống nước ở khe suối đó, và nó bước ở dưới nước đi như vậy, thì nó sự bảo vệ của nó, hết thảy cái mùi của nó và dấu vết của nai sẽ được xóa hoàn toàn khỏi bọn thú ăn thịt nó. Thế ra khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thèm khát Ngài, không phải thèm tiền, không phải tham tiền, mà thèm khát Ngài như con nai thèm khát khe nước. Thì ở đó bạn được đáp ứng nhu cầu của mình, và ở đó bạn được sự bảo vệ của Ngài. Sự hiện diện của Chúa và lời phán rất là quan trọng. Amen. Quay trở lại câu số 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì Đức Chúa Trời phán. Bởi vậy cho nên một câu trả lời rằng: nếu như bạn không biết được Đức Chúa Trời, không có ở trong sự hiện diện của Ngài, không tìm kiếm lời của Ngài phán, tôi chắc chắn kể cả tôi và bạn đều mắc tội tham tiền. Có nói ra hay không thôi. Bởi vì nếu không có Ngài ở cùng thì làm sao chúng ta có thể dùng đôi cánh bay được, là chân quọc một cái cành, quọc thật chắc, sợ bị rơi. Còn nếu chúng ta biết rằng Ngài ở cùng chúng ta, Ngài là những ngọn gió để nâng đôi cánh chúng ta bay lên, thì bạn không còn sợ cành cây gãy nữa. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Đủ đây là hãy thỏa mãn, không phải cái gì mình đang có là thỏa mãn đâu, mà thỏa mãn nhờ Ngài. Ở trước mặt Ngài có đầy mọi sự khoái lạc, ở bên hữu Ngài có quyền năng. Đức Giê-hô-va đứng chăn giữ tôi không thiếu thốn gì.
Ngài khi tôi an nghỉ, Ngài dẫn tôi tới mé nước, Ngài dẫn tôi tới đồng cỏ. Mỗi lần tôi nhớ lại những ngày đầu tiên theo Chúa 23 năm rồi, tôi mới hiểu ra một điều: tiền có thể làm tôi mất mạng, nhưng nhờ có Ngài mà ngày hôm nay tôi được như ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi có vợ, có con, tôi có anh chị em. Nhờ Ngài, không phải nhờ tiền. Nhờ Ngài, không phải nhờ tiền. Nhờ Ngài mà tôi có tiền. Nhờ Ngài tôi được ban ơn. Nhờ Ngài tôi có những người khác. Anh chị em ơi, hãy nhìn lại khởi đầu của mỗi chúng ta mà xem, để mà biết cảm ơn Ngài, tạ ơn Ngài, và nhắc nhở cho nhau chớ tham tiền, nhưng hãy suy nghĩ để làm cho thật nhiều tiền nhờ phước của Ngài. Phước Đức Giê-hô-va khiến chúng ta trở nên giàu có mà không kèm theo sự đau đớn nào vào đâu. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Matthew đoạn 14 câu 32 lại một lần nữa cho chúng ta nhìn thấy một con chim đã không còn giữ cái cành cây nữa, nó dám bước đi. Matthew đoạn 14, đây là một câu chuyện rất là hay. Sau khi hóa bánh cho 5.000 người ăn, chưa kể đàn bà và trẻ con, môn đồ đang rất là sung sướng. Họ thu lại được 12 giỏ bánh đầy. Và bỗng nhiên tôi suy nghĩ, nếu tôi ở trong hoàn cảnh các sứ đồ, rõ ràng gần 20.000 người thấy phép lạ từ tay của tôi và những người khác làm. Họ khoái ngồi ở chỗ đó để nghe lời khen tán tụng của người khác lắm. Bỗng nhiên Chúa nhìn thấy họ và nói: hãy sang bờ bên kia, hãy xuống thuyền sang bờ bên kia. Họ một mình 12 vị chèo thuyền sang bờ bên kia, còn Chúa ở lại trên núi để cầu nguyện. Nửa đêm Chúa nhìn thấy bão xảy ra, và Ngài đi bộ trên mặt nước, đi ngang qua. Từ xa các môn đồ vừa chèo thuyền chống bão. Chúng tôi đã từng đến đó 2 lần. Hồ Galilee được bao bọc cũng dãy núi, và thường gió từ ngoài biển thổi qua những khe núi như vậy, tập hợp quanh quẩn một hồi, và khi nó ập vào lòng của hồ đó là không thể đỡ nổi. Thế ra các môn đồ bị một cơn bão bất ngờ đó ập tới, họ sợ lắm. Trong khi cơn hoảng loạn như vậy, từ xa trong ánh chớp họ nhìn thấy một bóng sáng sáng đi bộ trên mặt biển, và sự mê tín dị đoan, họ nói rằng ma rồi, ma rồi, quả này nó tới giết 12 linh hồn xuống âm phủ đây. Họ đang hoảng sợ như vậy thì Chúa phán: ta đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa mang tới sự bình an. Nhiều người làm chứng với tôi rằng trước đây họ chưa tin Chúa, thờ ma, sợ ma, thờ thần nào sợ thần đó. Còn khi họ gặp Chúa rồi, ông anh cả trong trưởng dòng họ, khi mà tôi cầu nguyện chúc phước cho cả dòng họ, nhưng ngày dỗ đó rồi tôi đi thăm những người khác trong quê, vợ tôi và 2 con tôi ở lại, ông anh cả tôi trưởng họ nói: Thủy Tiên, thế Hùng vừa cầu nguyện như vậy, bọn em tin thật là Chúa xuất hiện đây à? Thủy Tiên bảo: thật. Sợ nhỉ. Cầu nguyện rất là đơn sơ, họ làm tất cả mọi thủ tục, tôi bảo đến giờ tôi, bây giờ mời mọi người cùng nhau đứng dậy, bây giờ tôi muốn đến cầu nguyện theo hình thức của chúng tôi tin lành, cầu nguyện sự ban phước của Ngài trên dòng họ của những con người mà các vị vừa làm dỗ. Tôi cảm ơn Chúa vì có ông, có bà, cảm ơn Chúa vì có cụ, có kỵ. Nhờ có những con người này mà có con ngày hôm nay được sinh ra, mà bây giờ con cầu nguyện cho những người sinh ra từ họ, dòng dõi của họ được phước như thế nào, đọc tên người này người kia đỗ đại học làm sao, rồi công ăn việc làm, gia đình đôi này hòa thuận trở lại. Ông ấy cảm động, ông nói với tôi rằng: thế thì các em tin Chúa xuất hiện thật à? Mà sao lời cầu nguyện thấy nó đơn sơ như vậy, thế tin là Chúa là thật à? Thế bảo thật. Thế bao nhiêu lần các anh cầu nguyện mà không nghĩ rằng nhật thật à? Có nghĩa là trước đây họ làm những cái thủ tục đó, họ không tin rằng là điều mà họ làm là thật. Chúa nói: ta đây. Và khi sự hiện diện của Ngài xuất hiện thì không còn sợ hãi nữa. Tôi tin một điều không bao giờ nhầm lẫn: nếu Chúa mà xuất hiện bên cạnh bạn, bạn không có tội gì, thì bạn sẽ không bao giờ có cảm giác sợ hãi. Còn khi bạn ẩn giấu tội của mình, Chúa xuất hiện, bạn tìm cách muốn chạy trốn, nhưng sự hoảng sợ kiểu ma xuất hiện không có trong đời sống của bạn. Sự cáo trách trong lòng của bạn để bạn cần phải ăn năn, nhưng luôn luôn bạn sẽ được hướng tới gần với Ngài hơn. Và khi Chúa nói: ta đây, đừng sợ, lập tức sự bình an tới với họ, nhưng bão vẫn xuất hiện nha. Rồi khi Phêrô được nghe thấy ta đây, ông ấy nói gì? Ông nói rằng: Chúa ơi, nếu phải Ngài, hãy cho phép con tới với Chúa. Chúa nói rằng: lại đây. Hãy nhắc lại cùng tôi từ lại đây. Lời của Chúa phán, Chúa hiện diện là một chuyện nhá, nhưng lời của Chúa phán lại một chuyện khác. Và 12 người ngồi trên thuyền
nhưng chỉ có một người, ông Phêrô không quay sang nói rằng ra cơ, anh rể nhớ nhá, về nói với anh là anh đi hôm nay đi mãi không về đâu nhớ. Ông không hề hỏi rằng các vị ơi, các em ơi, anh có nên đi không, chú bảo lại đây có nên đi không. Ông không bàn tán. Một bước quyết định của con chim, nó biết rằng đôi cánh của nó có trên vai, đây chỉ là cái cảnh thôi. Buổi sáng nó xuống thuyền, buổi chiều lên khỏi thuyền. Và bây giờ lời của chú phán, Phêrô đã bước ra khỏi thuyền. Hallelujah. Và một người đánh cá lão luyện đang bước trên lời phán từ một người thợ mộc, hay lại đây, ông bước trên mặt nước. Bước được một lúc sau, ông quay trở về với con người thật của mình. Mình là người đánh cá, có bao giờ thấy ai đi trên nước đâu, chỉ có ở trong nước và ở dưới nước thôi, tại sao mình lại đi trên mặt nước được. Và lập tức ông quay trở về với quy luật của tự nhiên. Và khi ông trở về với quy luật của tự nhiên thì ông phải phụ thuộc vào quy luật của tự nhiên và bị quy luật đó dìm chết. Và khi ông đang dìm như vậy, ông ấy lập tức kêu, Chúa ơi, Thầy ơi, hãy cứu con. Cầu kinh thánh, Chúa ơi, Thầy ơi, cứu con. Chú lại gần nắm tay Phêrô, không phải lôi ông sành sạch lên thuyền nhá. Tôi là người không biết bơi, tôi sợ lắm cái hoàn cảnh của Phêrô. Mà bây giờ mà chú cứ như vậy là nguy hiểm. Thì thánh chép rằng, bật lại câu kinh thánh vừa rồi. Đây này, đây là một sự khác biệt giữa con chim Phêrô bước ra khỏi thuyền với 11 con chim khác vẫn ôm cái cành ở chỗ này này. Ngài cùng Phêrô lên thuyền, chứ không phải lôi Phêrô sành sạch lúc lên lúc nổi, lúc lên lúc nổi, lúc lúc đầu. Bắt trở lại trên mặt nước và cùng nhau đi trở lại thuyền. Người ta hay vẽ Phêrô bị chìm và giơ tay Chúa cứu. Nhưng tôi hy vọng một họa sĩ nào hôm nào đó vẽ lại bức tranh của Phêrô là sau khi chìm rồi, ông ta bước trở lại trên mặt nước ra làm sao. Lúc đó bão lòng bên cạnh Phêrô không còn nữa nhá, nhưng bão tấn công thuyền vẫn còn. Xem lại câu này, khi lên thuyền rồi thì gió yên lặng, thuyền không còn bão nữa. Còn Phêrô trong lúc mà đi trên thuyền, đi ra trên mặt nước tới với Chúa, và khi Ngài nắm tay, bão không còn dìm chết Phêrô nữa. Chỉ khi nào sự hiện của Chúa bên cạnh bạn và lời Chúa phán với bạn đó, thì bão của cuộc đời này sẽ yên lặng. Phêrô đã cảm nhận được sự yên lặng của bão trước những con người đang ngồi ở thuyền đợi, cho tới khi ông lên thuyền rồi thì bão và gió yên lặng. Bạn ơi, sẽ còn tiếp tục bão, sẽ còn tiếp tục khó khăn. Và nếu chúng ta cùng đồng lòng với nhau, trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Phần của bạn cần chỉnh lại, sửa lại cái gì, hãy chỉnh và sửa lại như có thể. Còn phần của chúng ta, những điều không thể, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ giúp. Amen. Đó là lời của Chúa hôm nay tôi muốn truyền tải cho anh chị em. Sự hiện diện của Ngài và lời phán của Chúa. Hãy đến với sự hiện diện của Chúa trong sự ngợi khen, tôn vinh và cầu nguyện. Qua huyết của Chúa bạn bước vào sự hiện diện. Và khi Ngài hiện diện, hãy nói và hỏi Ngài, hãy trò chuyện với Ngài và học cách nghe tiếng Chúa phán. Chỉ cần một lời Ngài phán, giống như thầy đội nói, Chúa ơi, chỉ cần một lời Ngài phán thôi, đầy tớ của tôi sẽ được chữa lành. Và khi Chúa phán một lời như vậy, đức tin của người lớn, đầy tớ của người được chữa lành, thì lập tức đúng giờ đó nên đầy tớ được chữa lành, bão bị dẹp yên. Mời anh chị đứng dậy nào. Ai có tai hãy lắng nghe lời Chúa hôm nay nói với bạn và tôi. Sự hiện diện của Ngài trong sự thờ phượng tôn vinh, sự nghe được tiếng Chúa phán, đó là mối quan hệ của bạn đối với Ngài lúc đó. Hãy học cách trò chuyện, hãy học cách đến tương giao với Ngài, nghe được sự dẫn dắt của Chúa. Mỗi một con người có một mối quan hệ với người khác đặc biệt, không thể copy được của ai, không có một nguyên tắc nào hết, mà bạn phải trả giá cho mối quan hệ yêu đương của bạn với vợ của bạn. Bạn phải trả giá cho mối quan hệ bạn hữu với một ai đó. Bạn phải trả giá cho mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Có một số người nói, một sư giảng hơi kỳ kỳ, lời Chúa nói rằng Ngài đến tìm kiếm những kẻ hư mất mà. Đúng, Ngài đi tìm kiếm những kẻ hư mất. Còn bạn và tôi, sau khi tin Chúa Giêsu, bạn là con cái Đức Chúa Trời, thì có một lời hứa khác, lời hứa rằng hãy tìm kiếm ta hết lòng thì mới tìm thấy. Ai đến gần ta, ta tới gần các ngươi.
Bởi vậy cho nên bạn và tôi cần phải hiểu lời Đức Chúa Trời ở trong trường hợp nào lời này dành cho bạn, ở trong trường hợp nào lời này dành cho người khác. Và lời Chúa nói, trong tình bạn để quen được tiếng của Ngài, cần phải có mối quan hệ hàng ngày. Amen. Nào chúng ta đi với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì chúng con có Ngài. Kể cả khi chúng con phạm tội thì Ngài vẫn ở cùng chúng con. Nhưng Ngài buồn và Ngài ngồi im một chỗ chờ đợi. Từ miệng chúng con một lời xin sự tha thứ để chúng con lập lại mối quan hệ đối với Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì có Ngài. Ngài luôn thành tín kể cả khi chúng con bất tín. Chúa ơi, chúng con muốn chúng con được Chúa nói, ta vui vì Ngươi, Ngươi là người làm đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy giúp mỗi chúng con biết ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Chúa dành cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa sống ở giữa hội thánh của Ngài. Con cầu xin Ngài sự ban phước của Ngài trên hết thảy dân sự của Chúa, trên mỗi một gia đình chúng con, trên con cái, tài sản, công việc làm của mỗi chúng con. Chúa lành hết thảy mọi bệnh tật. Và đặc biệt Chúa ban thần trí sự khôn sáng, sự tỏ ra cho anh em chúng con, những người mà cần có những quyết định trong cuộc sống sắp tới, trong tình cảm, trong hướng đi. Con cảm tạ Ngài. Con giao phó những điều ngày hôm nay mỗi chúng con được nghe. Chúng con cần tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và cần lời phán của Ngài trong mỗi một hoàn cảnh. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.